Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba được kỳ vọng yêu nhau trong siêu phẩm cổ trang. Cặp đôi nhân sắc Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba được fan ủng hộ, hợp tác trong bộ phim cổ trang. Dự án cổ trang Trọng Sinh Chí Hướng Môn Độc Hậu dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Sơn Trà Khách có thông tin chuyển thể. Bộ truyện ngôn tình nổi tiếng chính thức lên phim, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều ngôi sao được đề cử đảm nhận vai chính trong tác phẩm này. Có tin đồn Vương Nhất Bác sẽ tái hợp Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, cộng đồng chung lại cho rằng cặp đôi Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba là ứng cử viên sáng giá. Nếu xét cả về danh tiếng nhan sắc, có khả năng tạo thành một cặp đẹp đôi, mới mẻ cho khán giả hơn cặp hữu phỉ. Người hâm mộ còn ghép video mô phỏng nội dung chuyện Trọng Sinh Chí Hướng Môn Độc Hậu, cặp đôi Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba đạt được lượt xem cao nhất, nhận được nhiều sự ủng hộ, đóng chính trong tác phẩm chuyển thể này. Trọng Sinh Chí Hướng Môn Độc Hậu kể về cuộc đời Thẩm Diệu, con gái nhà tướng quân vì tình yêu mà quên đi bản thân, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội, bị chính người mình yêu hãm hại. Sau khi sống lại ở thời điểm 14 tuổi, Thẩm Diệu muốn thay đổi vận mệnh, quyết tâm chống lại kẻ phản bội năm xưa. Cô rơi vào nơi tình với thiếu niên Tạ Cảnh Hành, cùng nhau xông pha chiến trường. Địch Lệ Nhiệt Ba hợp với miêu tả vừa mạnh mẽ vừa có nét dịu dàng nữ tính của nhân vật Thẩm Diệu. Tiêu Chiến sở hữu đôi mắt sáng, khí chất thiếu niên thuần khiết, trung tình giống nhân vật Tạ Cảnh Hành trong tiểu thuyết. Nếu thành đôi trên phim, họ sẽ tạo nên một sự kết hợp bùng nổ bởi Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba, đều là những cái tên nổi tiếng nhất hiện nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.